Mic Group, IEX Group đồng hành cùng chương trình. Làm thế nào để thị trường trái phiếu lấy lại được niềm tin của nhà đầu tư? Nhiều doanh nghiệp vẫn lo ngại việc cơ chế chính sách chưa bám sát thực tiễn. Căn hộ đáp ứng nhu cầu thực sẽ được săn đón. Nguồn cung thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh giảm mạnh. Doanh nghiệp xăng dầu kêu cứu. Xin kính chào quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với chương trình Chuyển động Kinh tế 24 giờ được phát trên kênh thông tin Invest TV. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình đầu tuần ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, hiện nay nhiều doanh nghiệp cho rằng thủ tục phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra đại chúng đang quá chặt chẽ. Vì vậy, để khuyến khích phát triển thị trường này, cơ quan quản lý chỉ nên đưa ra các chỉ tiêu cơ bản, còn lại tùy thị trường quyết định. Tuy vậy, có ý kiến cho rằng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và đại chúng là hai kênh khác nhau, giống như nước sông và nước giếng, cần phải phát triển song song cả hai thị trường này, chứ không phải chặn trái phiếu riêng lẻ để dồn lực phát hành trái phiếu đại chúng. Quá siết kênh trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, lại muốn dùng biện pháp hành chính để chuyển riêng lẻ thành đại chúng là cách nhìn nhận sai bản chất của thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Chỉ vì một vài rò rỉ từ nước sông riêng lẻ sang nước giếng đại chúng, các nhà quản lý đã vội đóng sập dòng sông hoặc tìm cách biến sông thành giếng là cách tư duy phi khoa học, phi thực tế. Giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Thơ, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia bình luận. Từ nay đến năm 2024, chỉ tính riêng lượng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn, con số đã lên tới hơn 207.000 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là trái phiếu phát hành riêng lẻ. Thời gian qua, rất nhiều doanh nghiệp đã xoay sở tiền mặt, chuẩn bị bán dự án để trả nợ cho nhà đầu tư. Song cũng có những doanh nghiệp đã cạn nguồn chi trả. Để thị trường trái phiếu lấy lại được niềm tin của nhà đầu tư, nhanh chóng khởi động lại, các chuyên gia cho rằng chính phủ cần cấp bách ban hành sớm nghị định 153/2020/NĐ-CP sửa đổi và các chế tài liên quan. Chỉ khi có hành lang pháp lý, chế tài vững chắc, thông tin được minh bạch, niềm tin trở lại với nhà đầu tư và phải có hệ thống nhà đầu tư, nhà tư vấn, quản lý quỹ chuyên nghiệp tham gia thì thị trường mới có thể phát triển bền vững. Khi đó, thời hạn phát hành trái phiếu doanh nghiệp có thể kéo dài từ 10 tới 20 năm như thông lệ quốc tế. Hiện kỳ hạn phát hành trái phiếu doanh nghiệp quá ngắn từ 1 tới 3 năm khiến doanh nghiệp vừa phát hành xong đã quay cuồng tìm cách phát hành thêm để đào nợ. Những năm qua, trái phiếu doanh nghiệp đã vươn lên trở thành một trong những kênh tiếp cận vốn chung dài hạn quan trọng bậc nhất của doanh nghiệp. Tuy vậy, tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa, chuyên gia kinh tế cho rằng vẫn có quan điểm coi trái phiếu như trò chơi đánh bạc của các nhà phát hành. Trong khi đó, đáng lẽ trái phiếu doanh nghiệp phải được xem là máu của nền kinh tế, giống như tín dụng ngân hàng. Các chuyên gia cho rằng việc giao nhiệm vụ quản lý, giám sát thị trường trái phiếu cho một vụ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là quá sức. Thực tế, trái phiếu doanh nghiệp cần một định chế độc lập quản lý, đó là một cơ quan có chức năng tổ chức, thanh tra, giám sát và chịu trách nhiệm cho sự vận động của thị trường tài chính nói chung và thị trường vốn nói riêng. Thưa quý vị, trong khảo sát trực tiếp doanh nghiệp mới đây của nhóm nghiên cứu Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia cho thấy tình trạng lo ngại cơ chế, chính sách của chính phủ không phù hợp với thực tiễn vẫn còn rất lớn. Có doanh nghiệp không được giải ngân vì không có tài sản thế chấp, trong khi ngân hàng kiên quyết không hạ chuẩn cho vay. Có hộ kinh doanh dịch vụ thu nhập thấp, song không thể tiếp cận chính sách hỗ trợ lãi suất 2%, vì tỉnh đó chưa quy định mức thu nhập bao nhiêu là thấp. Có hợp tác xã đủ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất 2%, nhưng không có hóa đơn đỏ theo yêu cầu của Bộ Tài chính, mà chỉ có hóa đơn bán lẻ, hợp đồng mua bán, v.v. Nhóm nghiên cứu liệt kê các vấn đề mà doanh nghiệp chia sẻ qua các cuộc phỏng vấn trực tiếp. Nhưng đáng nói là có những điều kiện, tiêu chí được cho là phi thực tế, không sát với hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn tồn tại trong các văn bản pháp luật rất lâu, khiến hoạt động của doanh nghiệp rơi vào tình trạng rủi ro, khó kiểm soát. Trong một số trường hợp, nhóm nghiên cứu nhận định các văn bản luật khi được ban hành quá mơ hồ, thiếu hướng dẫn cụ thể hoặc có quá nhiều văn bản hướng dẫn chồng chéo, khiến doanh nghiệp khó khăn trong việc hiểu ý các văn bản luật, làm các chủ thể kinh tế này không thể mạnh tay khi triển khai văn bản luật. Trong giải pháp mà nhóm nghiên cứu đề xuất, việc lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp về tính khả thi, dễ tiếp cận của chính sách, kể cả khi chính sách đã ban hành đòi hỏi các hoạt động đối thoại chính sách với doanh nghiệp cần diễn ra liên tục. Tuy nhiên, ông Nguyễn Đình Cung,
nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng, việc cần làm ngay vẫn là rà soát cụ thể lại các chính sách quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của doanh nghiệp, tháo bỏ các giấy phép con không phù hợp và cập nhật các chính sách cũ không còn phù hợp với thực tiễn hiện nay. Không thể để các chính sách tốt cần cho các doanh nghiệp không thể đến với doanh nghiệp, thậm chí làm khó doanh nghiệp chỉ vì thủ tục hành chính hay tư duy không phù hợp. Ông Cung chia sẻ quan điểm trước thềm Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam năm 2022. Ở thời điểm thị trường khó khăn và lạm phát tăng cao như hiện tại, việc sở hữu các căn hộ hạng sang đang ngày càng xa xỉ với đại bộ phận người dân Việt Nam. Thay vào đó, phân khúc căn hộ trung cấp sẽ là sự lựa chọn hàng đầu được nhiều người quan tâm, đặc biệt là người có nhu cầu ở thực. Ông Rich Nguyễn, nhà sáng lập, quản lý và điều hành quỹ đầu tư bất động sản Rich Invest cho rằng, trong bối cảnh thị trường đang đối mặt nhiều thách thức, tình trạng trầm lắng có khả năng kéo dài. Tuy nhiên, cuối năm 2022, thanh khoản sẽ tích cực với các sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu mua thực và đầu tư dài hạn. Tiêu biểu như phân khúc căn hộ bình dân, trung cấp đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của phần lớn người dân Việt. Đặc biệt, với những dự án có quy hoạch bài bản, chủ đầu tư uy tín, vị trí cộng hưởng được tiềm năng hạ tầng khu vực sẽ trở thành điểm sáng của thị trường. Ngược lại, với những loại hình bất động sản vốn phục vụ mục đích đầu tư mua đi bán lại, dễ bị thổi giá, làm giá, tính thanh khoản sẽ hạn chế, cơ hội để được săn đón gần như không có. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Đinh Thế Hiển cũng nhìn nhận, giai đoạn cuối năm, thị trường bất động sản sẽ có sự thanh lọc mạnh mẽ. Thị trường sẽ chỉ còn là cuộc chơi của những nhà đầu tư khôn ngoan, nhiều kinh nghiệm. Vì vậy, các loại hình sản phẩm, các phân khúc bất động sản có thanh khoản kém sẽ không được giới đầu tư quan tâm. Đơn cử như phân khúc căn hộ, ông Hiển cho rằng dòng căn hộ hạng sang, hàng hiệu sẽ không được chú ý nhiều trong thời gian tới, ít nhất là trong quý 4 năm nay, bởi phần đông người dân Việt Nam vẫn chỉ đạt mức thu nhập trung bình. Khi ở các thành phố lớn, họ còn phải chi trả rất nhiều khoản chi phí khác nhau, vì vậy khả năng để sở hữu các căn hộ cao cấp là rất ít. Dòng căn hộ trung cấp sẽ là sản phẩm được lựa chọn tìm mua nhiều trong thời gian tới. Đặc biệt, khi nguồn cung căn hộ tiếp tục hạn chế, các dự án mở bán căn hộ trung cấp vừa túi tiền sẽ được nhà đầu tư cũng như người ở thực săn đón. Ông Hiển nhìn nhận. Thưa quý vị, mới đây theo các chuyên gia bất động sản nhận định, thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang trong tình trạng nguồn cung và sức mua giảm mạnh. Đó là nhận định của công ty nghiên cứu thị trường DKRA Việt Nam tại báo cáo thị trường bất động sản trong tháng 8 năm 2022. Báo cáo thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận tháng 8 năm 2022 của công ty DKRA cho thấy nguồn cung và tỷ lệ tiêu thụ phân khúc căn hộ đều giảm hơn 50% so với tháng trước. Nguồn cung căn hộ trong tháng 8 chỉ có 1.205 căn, giảm 56% so với tháng trước. Tỷ lệ tiêu thụ chỉ đạt 662 căn hộ, giảm 57% so với tháng 7 năm 2022. Nguồn cung căn hộ mới chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương lần lượt chiếm 45% và 42% nguồn cung mới toàn thị trường trong tháng. Tỉnh Long An chiếm 12,4% nguồn cung mới. Các sản phẩm căn hộ hạng C từ 21 tới 23 triệu đồng một mét vuông thu hút khá tốt sự quan tâm của thị trường. Các địa phương còn lại như tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và Tây Ninh tiếp tục khan hiếm nguồn cung mở bán mới trong tháng. Mặc dù hầu hết các dự án chỉ thận trọng mở giỏ hàng dưới 150 đến 200 căn, nhưng sức cầu thị trường vẫn tiếp tục xu hướng giảm. Tỷ lệ tiêu thụ chỉ đạt 55% trên nguồn cung. Đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh, khi chỉ chiếm 27% tổng lượng tiêu thụ toàn thị trường trong tháng. Về giá bán, báo cáo cho thấy giá bán sơ cấp nhìn chung không có nhiều biến động, cá biệt ở một số khu đô thị hình thành hiện hữu, tiện ích đồng bộ, tiến độ xây dựng nhanh chóng, ghi nhận tăng 15-18% so với cùng kỳ năm trước. Cũng theo DKRA Việt Nam, với việc chủ trương đẩy mạnh phân khúc nhà ở vừa túi tiền, nhà ở xã hội hiện nay trên địa bàn thành phố, nguồn cung mới phân khúc này được kỳ vọng sẽ có những chuyển biến rõ nét. Trong thời gian tới, với khả năng việc hạn chế giải ngân cho vay mua bất động sản được nới lỏng, thị trường có thể hồi phục vào thời điểm cuối năm, nhưng sẽ khó có sự đột biến trong ngắn hạn. Đối với phân khúc đất nền, nguồn cung mới của phân khúc đất nền ghi nhận đạt mức thấp nhất kể từ đầu năm, chỉ có 193 nền, giảm 23% so với tháng 7 năm 2022, tập trung ở các tỉnh Long An, 94 nền, Bình Dương, 90 nền và Đồng Nai, 9 nền,
hầu hết các dự án mở bán với số lượng nền khiêm tốn. Riêng thị trường thành phố Hồ Chí Minh vắng bóng nguồn cung mới, các dự án chủ yếu là đất phân lô hộ lẻ đã có sổ từng nền, quy mô nhỏ dưới 1 đến 2 ha. Còn về sức cầu, nhìn chung toàn thị trường đất nền tiếp tục giảm, tỷ lệ tiêu thụ chung chỉ đạt 34% trên tổng nguồn cung mở bán. Tỷ lệ tiêu thụ của tháng 7 năm 2022 đạt 48% và tháng 6 năm 2022 đạt 54%. Trong đó, tỉnh Đồng Nai không có nền nào được tiêu thụ trong tháng 8. Tỉnh Bình Dương chỉ tiêu thụ được 2 trên 90 nền. Tỉnh Long An có số nền tiêu thụ nhiều nhất, 62 trên 94 nền. DKRA dự báo, nguồn cung và sức cầu của phân khúc đất nền trong tháng tới có thể sẽ khởi sắc hơn khi các nút thắt về nguồn vốn tín dụng có khả năng được tháo gỡ. Hiện tại thì đại diện các đầu mối xăng dầu lớn như là Petrolimex Sài Gòn, Sài Gòn Petro đều khẳng định thời gian qua đã nỗ lực hết sức để đáp ứng nhu cầu thị trường, nhưng mà có thời điểm phải chấp nhận lỗ từ 5.000 tới 6.000 đồng một lít. Do đó, các doanh nghiệp này buộc phải cắt giảm chiết khấu từ khâu phân phối để cầm cự hoạt động kinh doanh, nhằm đảm bảo hệ thống cửa hàng trực thuộc không bị đóng cửa. Trước khó khăn đó, các doanh nghiệp kiến nghị cơ quan quản lý nên tính toán lại cơ cấu tính giá xăng dầu. Bởi với cách tính giá hiện nay, doanh nghiệp đầu mối không đủ chi phí hoạt động nên không thể đưa ra mức chiết khấu cao cho các đại lý. Trước đó, 24 doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu đã có kiến nghị gửi cơ quan chức năng kêu cứu với lý do hiện nay mức chiết khấu hoa hồng trên mỗi lít xăng chỉ 100-200 đồng, thậm chí có thời điểm 0 đồng nên không đủ chi phí để duy trì hoạt động. Trong khi đó, chi phí mặt bằng, chi phí vận tải, kho bãi, nhân viên, điện nước đã khiến cho việc kinh doanh của các đại lý bán lẻ xăng dầu càng bán càng lỗ nặng. Trao đổi với các doanh nghiệp xăng dầu, đại diện lãnh đạo Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hết sức chia sẻ với những khó khăn thời gian qua, đặc biệt do biến động của địa chính trị trên thế giới khiến nguồn cung giá xăng dầu bất ổn. Tuy vậy, các doanh nghiệp đã nỗ lực để đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường, không để đứt gãy, gây xáo trộn. Hiện nay, ở lĩnh vực quản lý xăng dầu, hầu hết thẩm quyền thuộc Bộ Công Thương, nên Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh sẽ lắng nghe, ghi nhận tất cả ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, sau đó gửi đến cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Chiều 15 tháng 9 vừa qua, ông Trương Văn Ba, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các đội quản lý thị trường vẫn theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố, đồng thời báo cáo thông tin mỗi ngày với Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương. Theo đó, các đội quản lý thị trường có nhiệm vụ nắm tình hình hoạt động của các cửa hàng. Nếu phát hiện cây xăng có dấu hiệu vi phạm như ngừng bán, nghỉ kinh doanh không lý do, găm hàng, bán nhỏ giọt, các đội quản lý thị trường kịp thời làm việc ngay để xác định rõ nguyên nhân, xử lý theo quy định. Thưa quý vị, hiện nay xu hướng chuyển sang mua căn hộ chung cư cũ tại Hà Nội đang diễn ra mạnh mẽ, nhất là trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm và dự án mới chào bán với mức giá cao. Theo các chuyên gia, việc lựa chọn căn hộ cũ của người dân tại thành phố lớn là điều hiển nhiên khi trong bối cảnh hiện tại, giá căn hộ mới leo thang nhanh chóng. Đặc biệt, với lãi suất ngân hàng tăng mạnh, thì lựa chọn căn hộ có mức tài chính hợp lý sẽ trở nên an toàn hơn với người mua nhà. Theo ông Trần Khánh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt An Hòa chia sẻ, việc nhiều người có nhu cầu về nhà ở hướng đến thị trường thứ cấp, tìm mua các dự án cũ để ở hoặc cho thuê lại trong bối cảnh giá căn hộ hình thành trong tương lai tăng phi mã là điều khá phổ biến trong những năm qua. Song, theo ông Quang, những căn hộ dạng này trên thị trường hiện cũng không dễ kiếm. Lý do mà ông đưa ra đó là giá bán sơ cấp tăng cao, khiến người muốn mua căn hộ thứ cấp tìm về loại hình chung cư cũ càng nhiều. Trong khi người sở hữu chung cư cũ đều đang mua ở thực hoặc đầu tư cho thuê, ít người có nhu cầu bán lại. Khi sức cầu tăng nhanh trong khi nguồn cung không đủ đáp ứng, khả năng giá căn hộ thứ cấp sẽ tăng. Nhưng theo thực tế, căn hộ chung cư cũ bị đẩy giá quá đà như ở Hà Nội, khả năng thanh khoản rất thấp. Mức giá căn hộ cũ dưới 2,5 tỷ, tính thanh khoản dễ. Còn với căn hộ có mức giá từ 3,5 tỷ trở lên, tính thanh khoản chậm chạp do vượt tài chính của phần lớn người dân. Các chuyên gia khuyến nghị với trường hợp mua chung cư cũ, việc khảo sát chất lượng loại hình này là rất quan trọng. Vì đây là dự án đã bàn giao lâu, chất lượng dịch vụ sẽ xuống cấp. Đáng lo ngại nhất là vấn đề an ninh, vận hành căn hộ. Đây là lý do mà người mua nhà cần kiểm tra kỹ, cũng như là tính pháp lý của dự án.
Mới đây, thực hiện luật quản lý thuế, Tổng cục Thuế đã nghiên cứu xây dựng đề án về triển khai chương trình hóa đơn may mắn dành cho hóa đơn điện tử nhằm khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng, cũng như là tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa phải có hóa đơn, chứng từ, qua đó bảo vệ tối đa quyền lợi của người tiêu dùng. Để khuyến khích người mua có thói quen lấy hóa đơn điện tử khi mua hàng hóa dịch vụ, Tổng cục Thuế đã thực hiện thí điểm chương trình hóa đơn may mắn 2 đợt trên cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế 6 tỉnh thành phố, bao gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Hải Phòng, Quảng Ninh và Bình Định. Việc triển khai chương trình này đã nhận được nhiều ý kiến tích cực, tạo ấn tượng tốt và lan tỏa sự hào hứng sử dụng hóa đơn điện tử đối với người nộp thuế. Ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho hay, việc triển khai chương trình hóa đơn may mắn trúng thưởng nhằm tuyên truyền khuyến khích việc sử dụng hóa đơn điện tử theo luật quản lý thuế. Thông qua đó, vừa đem lại lợi ích cho người tiêu dùng, vừa giám sát việc hạch toán doanh thu của các doanh nghiệp và góp phần nâng cao công tác hiện đại hóa, số hóa quản lý thuế của ngành thuế. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết thêm, việc tổ chức chương trình hóa đơn may mắn trước mắt dành cho hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Đây là yêu cầu cơ bản nhằm tăng cường công tác quản lý và tăng trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc quản lý, sử dụng dữ liệu hóa đơn điện tử, đồng thời hướng đến mục tiêu khuyến khích người tiêu dùng sau khi thanh toán chi phí mua hàng hóa hoặc sử dụng các dịch vụ, sẽ yêu cầu người mua bán hàng thực hiện việc phát hành hóa đơn cho gói hàng hóa, dịch vụ mà mình đã mua hoặc sử dụng. Để mở rộng triển khai chương trình hóa đơn may mắn trên cả nước, Tổng cục Thuế vừa tổ chức họp trực tuyến với 63 điểm cầu là Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu, để thực hiện đề án quay thưởng từ lựa chọn ngẫu nhiên số hóa đơn điện tử có mã, cơ quan thuế các cấp thực hiện báo cáo các cấp chính quyền địa phương để triển khai thực hiện trên địa bàn. Cụ thể, Tổng cục Thuế yêu cầu chậm nhất ngày 15 tháng 9 năm 2022, các cục thuế phải xây dựng kế hoạch triển khai hóa đơn may mắn tại địa bàn, tổ chức tuyên truyền và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố. Trong thời gian từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9, Cục Thuế chuẩn bị nhân sự, kế hoạch công tác, rà soát dữ liệu hóa đơn thuộc phạm vi quản lý đủ điều kiện tham gia lựa chọn hóa đơn may mắn. Từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10, Cục Thuế phối hợp với Tổng cục Thuế kiểm thử chức năng và chạy thử ứng dụng. Chậm nhất ngày 15 tháng 10, Cục Thuế tổ chức lựa chọn hóa đơn may mắn của quý 2 năm nay và công bố người trúng thưởng. Chậm nhất ngày 15 tháng 11, Cục Thuế tổ chức trao thưởng cho người trúng thưởng hóa đơn may mắn của quý 2 năm 2022. Một siêu phẩm ngay tại cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh. Một đại lộ thương mại trung tâm đầu tiên tại Đức Hòa, Long An. Chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh 30 km và được quy hoạch với tỷ lệ vàng đầu tư là 100% shophouse thương mại trên diện tích 11,3 ha. Dự án nằm trên giao lộ bề thế và nông nghiệp bậc nhất khu vực. Tiên phong khai mở thịnh vượng với 3 phân khu mua sắm đầy sôi động, hình thành giao lộ ẩm thực, mua sắm và giải trí sầm uất chuẩn mực tại trung tâm thành phố Đức Hòa tương lai. Kiến tạo một tâm điểm kết nối đa chiều cho cộng đồng ngay tại giao lộ phố đắc địa, nơi người trẻ kết nối đam mê, gia đình kết nối tình thân, người già kết nối tâm giao. Imperia Grand Plaza Đức Hòa, một sản phẩm của tập đoàn Mid Group. Và bản tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chuyển động Kinh tế 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Và như thường lệ, nếu quý vị có những thắc mắc về đầu tư, kinh tế, bất động sản, thì đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 08-2346-5555 hoặc quý vị cũng có thể gửi về địa chỉ email truyenhinhinvest@gmail.com. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này ngày mai.